Điểm đó thì em quyết định nghỉ việc. Cái công việc thực ra nó cũng hơi bị chiếm quá nhiều thời gian của mình. Là cái công việc mà trước đây mình đã rất si mê. Dạ đúng rồi. Nồng nhiệt hiến thân cho nó. Giờ quyết định nghỉ. Cái dạ. Này là Lan cần phải hỏi sâu nè. Tại vì nó rất là có ích cho các bà mẹ đơn thân. Cái giai đoạn mà bạn ly thân và ly hôn như vậy á, dạ. Thì nó có ảnh hưởng đến tâm lý của bạn. Và nó có làm ảnh hưởng đến em bé không? Em nghĩ là có. Cái sự buồn vui thất thường của mình á, cũng ảnh hưởng tới con. Nhìn lúc nhìn con, thật ra bé thì bé không biết gì hết. Bé chỉ biết là có đúng ba rồi, có mẹ. Tuổi đó thì không biết đâu. Dạ đúng rồi, chỉ có mình thôi. Tự nhiên cái sự tủi thân của mình ấy dồn ra cũng là cho con. Cái tâm lý mình lúc đó thật sự là không có được tốt. Ở ngoài thì vẫn đi làm bình thường lắm, vẫn gặp mọi người, vẫn vui, vẫn nói với mọi người là mình ổn. Nhưng khi mà về thật nhà. Sự là mình không ổn. Thật sự là mình không ổn. Quý vị ơi, phụ nữ khi mà người ta càng nói người ta ổn, tức là người ta càng không ổn. Bởi vì sao? Khi mà một cái cuộc sống nó hiện hữu là cả một gia đình ba người mà bây giờ chỉ còn có hai người, cho dù mạnh mẽ tới cỡ nào thì người ta cũng sẽ gục ngã khi mà về đêm. Em tên là Trang và hiện tại là em đang là nhân viên văn phòng và có một bé trai được 35 tháng tuổi rồi. 35 tháng là gần, dạ, 3 tuổi. Gần 3 tuổi. Ním nữa là 3 tuổi. Chút xíu nữa. Cái lần đầu tiên khi mà mình biết tin mình có thai á, là cái quá trình đó nó diễn ra như thế nào, có cái gì đặc biệt hay không? Em có một cái bệnh lý mà bác sĩ nói là mình sẽ bị khá là hiếm muộn. Dạ. Nên khi mà biết tin mình có bầu á thì nó sẽ khác với những người khác rất là nhiều. Đúng rồi. Không hề một cái sự chuẩn bị tâm lý nào hết. Đó là một cái sự bất ngờ với em. Em không chuẩn bị vì em không tin là mình sẽ có em bé. Dạ. Cái tin mà mình biết được về bệnh lý của mình là trước kết hôn hay là sau kết hôn? Dạ, trước kết hôn. Hôm em cũng nói với ông xã em về vấn đề bệnh của mình. Nhưng mà ông xã nói là con cái là của trời cho. Và mình cũng là có duyên với con thôi. Ra lúc biết thì sao? Cảm giác của em tất nhiên là nó sẽ vui và hạnh phúc lắm. Mà cô ông xã em thì lo, tại vì cái bệnh mà khi có như vậy á thì cái khả năng mà xác suất mà để em bé khỏe cũng rất là khó. Tại sao mà mình biết được, mình nghi ngờ rồi mình bị trễ kinh hay như thế nào? Không hiểu sao tự nhiên từ lúc cưới cho tới lúc em biết em có bầu là 4 tháng. Cái tháng thứ tư đó em lại nghĩ là sao mình khó ở quá vậy. Cái mình lên mạng mình search những cái dấu hiệu thì mình lại thấy là sao giống có hiệu có bầu. Và em thử đến lần thứ tư thì mới xuất hiện cái thạch thứ hai. Cái lúc mà em thử que á, dạ, là em âm thầm em thử hay là em báo với chồng? Lần đầu là báo chị, lần đầu lần hai đều không có. Đến lần thứ tư thì em đi coi phim với bạn. Rồi em tự mua que thử thai và thử trong toilet của rạp chiếu phim luôn. Chứ cũng không có dám nói nữa, tại nói xong rồi cũng thấy cũng không có gì. Ba lần rồi. Dạ, mọi người cũng hụt hẫng nữa. Xong rồi lúc đó mới nhắn tin thôi, cũng không gọi điện được, tại mình đi coi phim. Thì cũng không biết cảm xúc của ông xã lúc đó như thế nào nữa. Nhưng mà cái cảm giác vui và đi chung với cảm giác lo lắng là nhiều nữa. Bác sĩ cũng nói là đi khám và theo dõi thường xuyên hơn. Để bảo vệ cái sức khỏe của em trong cái quá trình mang thai á, nó có khó khăn không với cái bệnh lý đó? Rất là khó chị, tại vì cái công việc của em á cũng là một cái công việc mà mình hoạt động rất là nhiều. Trước khi làm công việc văn phòng là em làm một công việc gần như là về event, thiên về tổ chức hội chợ cuối tuần. Mình làm giờ hành chánh, xong rồi cứ thứ bảy chủ nhật là mình ra hội chợ mình tổ chức, đi lại rất là nhiều. Đúng rồi. Nhưng mà cái khoảng thời gian đó công ty em đang rất là phát triển luôn và rất là cần mình, mà em lại giấu sếp, em không cho các sếp biết là em đang có em bé. Dạ đúng rồi, để mình làm lúc đó là em ăn bầu bao nhiêu tuần rồi? Khoảng 6 tuần là em đi khám liền á chị. Dạ, lên vạch mờ là phải đi khám liền, là bác sĩ tuần. Còn theo dõi cứ âm thầm mình làm, cũng không nói cho ai biết hết, rồi cứ tự cố gắng trấn tĩnh mình, giữ gìn cái em bé làm sao đó để tốt nhất thôi. Sau 3 tháng rồi đi khám lại thì mới thấy mọi thứ nó ổn, thì bắt đầu lúc đó mới nói với sếp, nói với cả gia đình luôn. Lúc đó là mới nói với gia đình. Dạ đúng rồi, em sợ tại lỡ may có một cái gì đó không tốt thì cái tâm lý nó cũng không có hay đối với gia đình mình. Mình ăn uống nó có được nhiều hay không lúc mà mang bầu á? Em cũng bị ngén trong 3 tháng đầu. Sau đó thì ăn uống cũng ổn hơn, do chắc là thời gian về công việc á chị, nên mình không được ăn đồ bổ nhiều quá. Mình cứ đi làm tối về xong hai vợ chồng ăn ở ngoài thôi. Có lo lắng cho cân nặng của em bé không? Rất là lo. Rất là chị. Lo đúng không? Bé em có 3kg thôi. 3kg cũng là một cái cân nặng được coi như là ổn. Dạ. Là ổn về mặt thai nhi rồi. Dạ. Cái quá trình mà mình chăm sóc em bé trong bụng á, với cái bệnh lý đó là luôn có cái sự theo dõi của bác sĩ. Dạ đúng rồi chị. Ví dụ cái bệnh lý đấy nó có thể tạo ra những cái nguy cơ gì trong thai kỳ cho mình? Em nghe bác sĩ chia sẻ thôi thì là em bé sẽ phát triển không được tốt.
Thậm chí trong cái khoảng thời gian thai kỳ nếu mà không có phát triển là phải có can thiệp của bác sĩ liền. Em cũng rất là lo lắng. Và trong thời gian mang bầu em lên có 16kg thôi. Em sợ là em bé em nhỏ nữa. Và bác sĩ nói là từ 32 tuần trở đi nếu như có dấu hiệu là em phải mổ liền, không có đợi được. Theo em được biết á, thì cứ càng về sau thì thai mới thấp, em bé mới được hấp thụ những chất dinh dưỡng từ mẹ. Nên em cứ lì, em để đến tuần thứ 38. Nhưng mà nó có dấu hiệu gì không? Đau chị, tại vì trước khi mà em có bệnh lý á, là em có một cuộc đại phẫu. Cũng rất là như là mình đã sinh mổ đẻ vậy đó. Nên sau khi mà em có bầu là cũng chỉ định là mổ luôn. Nên cái vết mổ nó cũng có một phần nào đó ảnh hưởng tới mình lúc mà khi mình mang bầu. Mà em ráng đau để đợi. Dạ, mặc dù là lúc đó người nhà nói nhiều lắm chị, cứ nói là mình phải nghĩ đến cái sự nguy hiểm của em bé nữa. Nếu mà không nghĩ tới bản thân thì cứ nghĩ tới con đi. Mà em cứ nói mà cái thời gian này em bé hấp thụ mới tốt. Em cứ cố gắng để em giữ được cái thời gian mà lâu nhất có thể cho bé. Vì mình là cái người trì hoãn cái ngày đi sinh. Dạ. Cho nên là đến cái dấu hiệu của cái ngày đi sinh á thì như thế nào mà em thôi đi, giờ mình không có trì hoãn nữa. Em hứa với lòng là đến tuần thứ 38, hứa với mọi người luôn là cho em cố gắng đến tuần 38 đi. Rồi em đi sinh, em chọn ngày là ngày đẹp thôi chứ không phải là chọn ngày gì hết, là vào ngày 30 tháng 3. Dạ, vào 3 giờ chiều. Vậy thôi. Và em đi sinh thì cũng không có dấu hiệu gì là của đau đẻ hết, chỉ là mình muốn đi sinh để cho nó an toàn cho cả mẹ và con. Dạ. Rồi vô có bị bác sĩ la không? Bác sĩ nói lì lắm, nhưng mà thôi không sao, bác sĩ cố gắng. Tại bác sĩ này cũng theo cho em từ lúc em bị bệnh lý luôn. Khi mổ mà mổ em bé thì những người khác á, mổ là khoảng 15-20 phút thôi, của em mổ là kéo dài chắc phải gần 1 tiếng đồng hồ. Tổ chức ghi hình tại California, Hoa Kỳ, liên lạc ngay với chúng tôi qua fanpage Chat với mẹ bỉm sữa hoặc Viber Zalo 0522 961076. Rồi bây giờ mình kể cụ thể hơn về cái quá trình đi đẻ nè. Em ngày đẻ hôm đó như thế nào và ông xã của mình tâm lý lúc đó ra sao, có ở trong phòng sanh với mình hay không? Hôm đẻ của em cũng rất là bình thường thôi chị. Tại vì em đẻ lúc 3 giờ chiều nên buổi sáng là gia đình nói là thích ăn gì thì gia đình sẽ nấu, bữa đó ăn cho thoải mái luôn. Ngày đó em ăn rất là nhiều. Ăn xong rồi buổi trưa 12 giờ em tắm rửa, bắt đầu lên bệnh viện để mà vô sinh. Bác sĩ khám xong hai vợ chồng vào phòng ngủ trước đi. Bác sĩ nói là ngủ một giấc trước đi. Rồi đến 3 giờ chiều vô mổ. Vợ chồng em cũng bình thường lắm. Mà khi mà y tá vào gọi dậy là đi mổ đi chị ơi, thì bắt đầu hai vợ chồng mới cuốn lên mới gọi cho người nhà. Lúc đó chỉ có mình ông xã em đẩy em vô phòng mổ thôi. Bước vào phòng mổ rồi ông xã đứng ở ngoài vẫy cố lên nha mẹ, bắt đầu mới thấy lo chứ xung quanh mình không còn ai hết trơn á, mà không biết là mổ xong là mình có được gặp mọi người nữa hay không. Tại vì không đơn thuần chỉ là mổ một ca mổ lấy em bé mà còn phải mổ bệnh lý của em nữa. Nhưng mà cũng may mắn là cũng được thành công và em được ngồi ở đây nói chuyện với hai chị. Khi mà bác sĩ bắt con ra thì mình gặp con được ngay tại thời điểm đó? Dạ có, em không có ngủ. Bác sĩ nói là con ngủ một giấc đi cho khỏe, khi mổ em bé ra trước rồi mới mổ bệnh lý của em. Em còn với đó em hỏi là bác sĩ ơi con của em khỏe không, bác sĩ nói khỏe xong rồi ổn rồi, bây giờ con ngủ một giấc đi để bắt mổ bệnh nha. Em cũng không ngủ luôn, nằm ráng đợi 8 tiếng hồi sức nhưng em cũng không ngủ luôn, thức mại vậy luôn. Dạ đúng rồi, là do mình muốn gần con, gặp con rồi muốn ôm con đúng không? Dạ đúng rồi chị. Nhưng mà cơ thể em nó không có phát ra cái tín hiệu gì của chuyện buồn ngủ hết. Cái cảm giác đau nó nhiều hơn là cái cảm giác buồn ngủ. Sau khi sinh xong thì hộ lý có mang em bé và cho em nhìn. Thôi nhìn mẹ con xong cái tự nhiên lúc đó lại khóc. Bác sĩ nói đừng có khóc, khóc bây giờ không có tốt đâu. Ráng đến khóc, nằm đợi 6 đến 8 tiếng đồng hồ thì bắt đầu mới được ra gặp mọi người, gặp em bé xong rồi lúc đó em mới ngủ. Lúc đó mới an tâm. Dạ đúng rồi. Phản ứng của ông xã lúc đó thì như thế nào? Mới đẩy giường bệnh ra, không hỏi vợ đau không hay là gì hết. Em ơi con dễ thương lắm, trời ơi. Em ơi con dễ thương lắm. Người ta thông báo thành quả cho nghe còn đổi gì nữa. Cũng nói mà tuổi thân ha. Cũng không hỏi vợ được miếng đó. Thì anh biết em đau nhưng mà anh nói vậy cho em đỡ đau hơn. Sau đấy thì em, tại vì mổ nên em phải mất 5 ngày ở bệnh viện rồi em mới được về nhà. Cái là em không có sữa cho bé. Không hiểu sao nữa, bác sĩ làm đủ mọi cách cứ bắt em bé vừa bú sữa mẹ và vừa bú sữa ngoài. Cũng tội bé. Bé cũng cố gắng rất là hợp tác. Một tiếng đồng hồ khóc đói mà vẫn phải bú để cho có sữa. Nhưng mà bị cái em không có sữa được. Nhưng mà cũng vì cái công việc của em mà em chỉ nghỉ sinh được 22 ngày rồi em lại đi làm tiếp. Cái thời điểm đó là công ty em mở thêm cái địa điểm làm rất là nhiều và cũng rất là cần mình. Nhưng mà cái đó là do sự tự nguyện của em. Sếp em cũng gọi điện vừa hỏi thăm nhưng mà vừa cũng chia sẻ công ty, trời ơi nhiều việc quá Trang ơi. Thì em cũng vừa tham công thiếp việc nữa, cũng thích cái công việc này. Thôi cũng ráng vừa đi làm rồi vừa
chăm con. Mà thực tế cái lúc đó cảm giác là mẹ của em cũng không có nhiều đâu, bởi vì em đi làm quá sớm, toàn là ba mẹ em phụ chăm thôi. Em rất là may mắn ở điểm đó, cũng có lỗi với con nữa. Nghĩa là em sinh xong chưa đầy một tháng, dạ đúng là rồi chị, em đã đi làm với dạ. một cái vết mổ double như vậy. Dạ đúng rồi. Cũng hơi bị liều chị. Vậy thì chị hỏi thiệt là lúc đó em có khỏe không? Cái sự cố gắng của em là nó nằm ở nhìn thấy con vui và cảm thấy an tâm khi mà về thấy con nó sạch sẽ, ăn uống no như vậy. Nhiều khi nghĩ là mình cứ cố mình ở nhà đi, mình không cho con được bằng sữa mẹ rồi bé cũng không có được bú sữa ngoài nữa. Đây là cái thời điểm mà mình kiếm tiền được thì thôi mình cứ kiếm tiền, sau này về già rồi mình đau khổ hay mình mệt cái gì đó thì lúc đó mình chịu, mình cũng không có chắc gì ai hết. Cái này là sự lựa chọn của em. Trong một tháng mình ở cử như vậy á, mình dạ. có cái khó khăn gì hay không? Ông xã có hỗ trợ gì được cho mình không? Gia đình em hỗ trợ rất là nhiều, từ chồng cho tới bố mẹ em, họ hàng em luôn. Tại vì khi mà sanh xong là em về nhà em ở, điều kiện tốt hơn một chút xíu, là nhà rộng rãi hơn, rồi có nhiều người phụ. Cái khoảng thời gian đó em rất là vui, thoải mái, cũng không bị stress gì nhiều. Cái này chắc cũng lạ. Đây là một trường hợp rất hiếm nha. Dạ đúng rồi. Ít luôn. Em không có bị stress, không bị stress hả? Dạ đúng rồi. Tại vì nhiều người giúp á. Đúng rồi. Đúng rồi chị. Không, với lại về nè, cái tâm thế của bạn này là cái tâm thế đi làm việc của một người làm việc liên tục. Dạ. Cho nên cái sự bận bịu và đóng khung trong cái vai trò bỉm sữa đó, bạn nó không quá chú tâm, cho nên là có thể chính cái điều này nó làm cho bạn thoát ly ra khỏi những cái nỗi lo rồi suy nghĩ tiêu cực, rồi cảm thấy trời ơi bỉm sữa này kia nọ. Nhưng mà nó chỉ kéo dài được một năm thôi chị. Thì một năm sau đó vợ chồng em có biến cố và tụi em ly thân. Chị muốn hỏi là nó có theo em nó có liên quan đến vấn đề về con nhỏ không? Dạ không, vợ chồng em chăm con rất là vui. Đây là một cái mâu thuẫn mà của hai người thôi, không có tiếng nói chung, không có một cái nhìn về một hướng với nhau nữa. Về cái gì? Trong cuộc sống. Thực ra cái quan trọng mà chị quan tâm là ở đây nè, em còn trẻ dạ. và em xinh. Cái câu chuyện mà chúng ta đổ vỡ một lần nó không phải là chuyện gì, nó thuộc về định mệnh cuộc đời để mình từ đó trở đi ám thị. Dạ. Thế thì câu chuyện nó sẽ phải được giải quyết theo kiểu là cái gì là cái đã làm nên cái sự đổ vỡ trước đó. Thực sự chỉ khi nào mà chúng ta trả lời được chính xác về lý do thì chúng ta bước tiếp á, nó mới có thể vững chắc hơn. Cho nên có thể em không chia sẻ ở đây, tùy em. Dạ. Nhưng mà thực ra một cái câu trả lời mà các bạn trả lời mà nó luôn rất nguy cơ là câu này nè: tụi em không hợp nhau nên tụi em chia tay. Trời ơi, không hợp có tới 1001 chuyện lận. Cuối cùng nó là cái gì? Khi mà mình né tránh và mình gọi tên chung chung á, nó không phải là cách. Nhưng cũng có thể đó là cách mà em đến với chương trình này để em không muốn chia sẻ. Thôi bây giờ mình bỏ qua chuyện đó đi. Mình tới cái giai đoạn là bây giờ mình có một mình nè, mình chăm dạ, con nó rồi. Có khó khăn hay không? Appetito, siro ăn ngon, ba tác động, từ tháo dược chuẩn quá châu Âu, dành cho trẻ biến ăn. Đây mới là cái giai đoạn thực sự mình là bỉm sữa. Công việc thì bắt đầu một mình lại á. Người ta có thể nói là cái khó khăn của em khi mà một mình là gì, cũng có gia đình kế bên, cũng có công việc, nhưng mà thực chất là trước mắt là cái một cái sự thay đổi về thói quen. Ví dụ đi làm chẳng hạn thì bình thường là toàn ông xã đưa đón thôi, mà giờ là một mình đi. Nghe kể ra thì nó nhỏ nhoi lắm, nhưng mà thực chất với mình á, nó là một cái sự thay đổi. Không với ai nó cũng lớn, không phải là với em đâu em. Ý là thay đổi cái chuyện mà tự đi làm á chị, hoặc là đi siêu thị cũng vậy. Bình thường là hai vợ chồng đi với con thì mọi thứ nó cũng đầm ấm lắm. Bây giờ tự nhiên có hai mẹ con xách nhau đi, nhiều lúc nó cũng hơi bị tủi thân. Và cái thời điểm đó thì em quyết định nghỉ việc. Cái công việc thực ra nó cũng hơi bị chiếm quá nhiều thời gian của mình. Là cái công việc mà trước đây mình đã rất si mê. Dạ đúng rồi. Nồng nhiệt hiến thân cho nó. Giờ quyết định nghỉ. Cái dạ. này là Lan cần phải hỏi sâu nè, tại vì nó rất là có ích cho các bà mẹ đơn thân. Cái giai đoạn mà bạn ly thân và ly hôn như vậy á, dạ. thì nó có ảnh hưởng đến tâm lý của bạn và nó có làm ảnh hưởng đến em bé không? Em nghĩ là có. Cái sự buồn vui thất thường của mình á, cũng ảnh hưởng tới con. Nhiều lúc nhìn con, thật ra bé thì bé không biết gì hết. Bé chỉ biết là có ba, có mẹ. Tuổi đó thì không biết đâu. Dạ đúng rồi, chỉ có mình thôi. Tự nhiên cái sự tủi thân của mình ấy dồn ra cũng là cho con. Cái tâm lý mình lúc đó thực sự là không có được tốt. Ở ngoài thì vẫn đi làm bình thường lắm, vẫn gặp mọi người, vẫn vui, vẫn nói với mọi người là mình ổn. Nhưng khi mà về thực nhà. Sự là mình không ổn. Thực sự là mình không ổn. Quý vị ơi, phụ nữ khi mà người ta càng nói người ta ổn, tức là người ta càng không ổn. Bởi vì sao? Khi mà một cái cuộc sống nó hiện hữu là cả một gia đình ba người, mà bây giờ chỉ còn có hai người, cho dù mạnh mẽ tới cỡ nào thì người ta cũng sẽ gục ngã khi mà về đêm.
bạn vượt qua nó bằng cái cách nào? Bởi vì như bản thân Lan, Lan cũng vừa trải qua một cái cuộc ly hôn. Lan thì Lan khác, công việc mình khác và tâm lý tính tình mình cũng nó cũng khác, nhưng cơ bản một cái điều lớn nhất đó là lúc trước cả hai vợ chồng dạy con. Đúng rồi. Bây giờ mình có một mình dạy con làm sao? Dạ. Ban ngày em phải làm ba và ban đêm em phải làm mẹ. Câu hỏi kế tiếp mà chị muốn hỏi Trang đó là ban ngày mình ở công ty, dạ, mình rất ổn với mọi người, nhưng khi em về nhà chỉ có em với con em có sống thật trong cái cảm xúc đó khi mà em tương tác với con không? Và rõ ràng em cảm nhận là con em nó hiểu, đúng không? Dạ đúng rồi chị. Cho nên là đơn thân hay không đơn thân tính sau, nhưng cái chất liệu này tôi muốn nói một điều rằng là quý vị có con dưới 15 tháng và đặc biệt dưới 12 tháng, chúng ta phải hết sức lưu ý rằng là cái nhu cầu giao tiếp của đứa trẻ là cảm xúc. Có điều là con chưa có nói được vì khả năng ngôn ngữ của con chưa hoàn thiện, yeah, nhưng con thấu cảm cảm xúc rất là tốt và mạnh mẽ trong giai đoạn này. Và em cũng cảm nhận cái sự thay đổi của em nó ảnh hưởng tới con. Đúng rồi chị. Và cái thời gian đó em quyết định là mình dừng lại công việc và ở lại đi ở nhà chăm con. Giải pháp của em là dừng lại công việc. Tới nấc thứ hai là em cũng tương đồng với người kế bên này đó. Cũng có người không đi phim nửa năm đồ. Cái thời gian đó thì cứ sáng ở nhà với con từ sáng đến tối luôn. Mình biết được cái sở thích của bé như thế nào, biết thích ăn cái gì. Chứ ngày xưa là trước khi đi làm em nấu đồ ăn ra xong rồi ở nhà ba mẹ cho ăn. Thì chiều cũng chỉ hỏi là ba ơi hôm nay con ca nó thích ăn món đó không, nó ăn cái đó nhiều không, rồi biết để mai con nấu tiếp, hoặc là không thích thì thôi con muốn không có nấu nữa. Không có biết là con thích cái gì luôn. Cũng thấy mình hơi bị vô tâm, thậm chí con cũng không theo em luôn, chơi với ông ngoại thôi. Rồi nhiều lúc mình giỡn với con á, con lơ em luôn, nhạt nhẽo chị, kiểu giỡn mà bé không vui vậy đó. Cũng thấy mình cũng kỳ quá, là mẹ ngộ quá, không con không thương mình gì hết. Sau này khi mà ở nhà với bé thì mới thấy được là bé gần em hơn, biết nói gọi mẹ rồi. Chứ hồi đó là chỉ có ba với bà thôi, không có gọi mẹ. Biết theo nè, biết giỡn với mình nữa. Ngủ chịu là có mẹ, chứ ngày xưa ngủ không cần mẹ cũng được nữa. Cứ ngủ với ông thôi, rồi hai ba mẹ thậm chí tối trốn nhau đi chơi, đi coi phim, đi ăn. Còn bây giờ là ngủ là phải có mẹ. Và cho tới tận thời điểm này em cảm nhận được cái sự thay đổi đó của em rất là tốt với con. Tình cảm của em với con bây giờ rất là tốt luôn. Em thấy mình cũng không có cái sự đánh đổi gì lắm đâu. Không, chị thấy em lời đó chứ. Lời rất là lời đó. Dạ. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Bởi vì có rất là nhiều người phụ nữ khi mà họ ly hôn với chồng xong thì họ lại bị stress rất là nhiều. Và họ bi kịch cuộc đời của họ lên. Tự tạo nên cái bi kịch cho bản thân họ, tự tạo nên cái bi kịch cho cái quyết định của họ. Và họ trút hết lên đầu đứa nhỏ. Mình quyết định kết hôn, mình phải chịu trách nhiệm với cuộc hôn nhân của mình. Khi mình quyết định ly hôn là mình phải chịu trách nhiệm với những cái hệ lụy đó. Cái trách nhiệm với con rất là lớn. Rất là may là bạn dùng cái tình cảm của con bạn và bạn để bạn vượt qua được cái nỗi buồn của, yeah, cái ly hôn. Thưa quý vị, thực sự thì đây chỉ là một cái gọi là một cái hình ảnh, một cái lát cắt của Trái Với Mẹ Bỉm Sữa, nhưng mà nó đang thể hiện rất là đúng tinh thần của Trái Với Mẹ Bỉm Sữa. Đó là một cái tinh thần của sự lắng nghe, chia sẻ. Dĩ nhiên là mỗi người một cuộc đời, chúng tôi cũng sẽ không thể sống cuộc đời của ai, nhưng mà từng chút một với những cái trải nghiệm tương đồng, chúng ta được nói cho nhau nghe. Thực ra thì ai cũng nói single mom rất là mạnh mẽ, nhưng mà bản thân em cảm thấy được là cái sự vượt qua của em cố gắng đến ngày hôm nay là phần lớn là nhờ gia đình em. Ba mẹ em thương bé đến nỗi mà thương nhiều hơn là em thương luôn. Vì họ thương em. Vì họ thương em. Đúng. Vì họ thương em nên họ thương con em. Dạ, em rất là biết ơn luôn á. Nhưng mà cái sự mình không được hạnh phúc ấy thì cũng khiến cho ba mẹ rất là buồn. Nhưng mà thay vì vậy thì mình cứ cố gắng sống vui. Em và con lúc nào cũng vui và khỏe bên cạnh bố mẹ, thì tự nhiên bố mẹ em cảm thấy cái điều đó cũng rất là an ủi rồi. Đúng, chính xác. Cảm ơn Trang khi em nói câu này. Có rất nhiều bạn đang ở trong một cuộc hôn nhân rệu rã. Các bạn cũng chia sẻ với chúng tôi rằng là em không dám bước ra vì em sợ ba mẹ em buồn. Dạ. Ngoài yếu tố con cái thì còn bề trên. Dạ. Nhưng mà các bạn biết không, cái điều căn bản là ba mẹ của các bạn chỉ buồn khi các bạn không hạnh phúc. Dạ đúng rồi. Cái vấn đề đây là bạn phải làm cho bạn hạnh phúc. Dạ. Thế thì nếu như cuộc hôn nhân đó còn hạnh phúc thì ba mẹ mới vui. Hồi nãy Trang nói là người ta nói mẹ đơn thân rất là mạnh mẽ, đúng không? Dạ. Thực sự thì cái lý do của cái việc là mẹ đơn thân mạnh mẽ nó nằm ở đây nè. Hai bạn chắc chắn là cảm nhận được. Tại vì thiệt ra ngoài mạnh mẽ ra đâu cách nào tốt hơn. Đúng rồi. Ra ngoài mạnh mẽ ra đâu cách nào tốt hơn. Đúng rồi. Không mạnh mẽ thì giờ làm gì giờ? Ngoài mạnh mẽ không có cách nào tốt hơn nữa hết. Và bản thân, dạ, mình không tự vượt qua cái vấn đề của mình thì chẳng ai giúp được mình hết. Đúng rồi. Dạ đúng rồi. Người ta hay nói là phụ nữ đẹp nhất khi không thuộc về ai, thì bạn thấy như thế nào? Bạn thấy là bây giờ bạn đẹp không?
Em chỉ thấy là bản thân mình cảm thấy hạnh phúc là mình sẽ đẹp. Em rất nghe rất là nhiều người bạn nói là Trang ơi, từ lúc mày ly dị á, thật sự tao thấy mày đẹp hơn rất là nhiều, đỡ mập hơn, chứ hồi đó em mập lắm. Em không biết vì lý do gì mà ngày xưa em mập quá như vậy. Em lại có một trong những cách để chữa mập. Không chị. Chị kỳ quá. Không, chơi kỳ quá. Cuộc chơi này lớn quá, tôi không chơi đâu. Em cảm thấy là mình cứ hạnh phúc, mình thoải mái khi mà mình được sống với cuộc sống của mình, yêu mình hơn và có thời gian cho mình nhiều hơn. Nhưng mà không phải vì vậy mà em ủng hộ hay là em kêu các bạn em là hãy độc thân đi không. Nhiều khi bạn em cũng gọi điện nói nhiều lúc tao cũng muốn như mày, cuộc sống cũng thoải mái quá, còn tao thì cũng hơi mệt mỏi. Nhưng mà em cứ nói là còn vì chồng được, vì con được thì cố gắng. Chứ không phải là cứ hở một chút lại muốn như vậy. Đúng rồi. Mình cố gắng không được thì mình mới như vậy thôi. Nghĩa là giải pháp đó phải là giải pháp cuối cùng khi chúng ta dự thử hết các cái giải pháp khác rồi. Dạ. Em không cổ vũ chuyện làm mẹ độc thân đâu. Khi mình vào cảnh đó rồi thì mình lại đừng có cổ suý quá. Mình cứ cố gắng sống bình thường, đừng có mang cái danh nghĩa như vậy để rồi mọi người khác xung quanh nhìn vào thương hay không thương em không biết. Em chỉ muốn là mình sống bình thường thôi. Khi mà gặp những người mới á, những người cái mối quan hệ mới, không bao giờ em nói em là mẹ đơn thân hết. Người ta chỉ hỏi là em có gia đình chưa, em chỉ nói là em có bé gần 3 tuổi. Thì cũng không ai không thiết tế nhị một cách là nhưng mà có chồng chưa thì cũng hơi kỳ. Nên em không bao giờ em đi em kể với mọi người là em là single mom hết. Lúc con 1 tuổi thì mình quyết định nghỉ làm, thế thì bây giờ mình đi làm lại chưa? À, em đi làm lại sau khi mà giải quyết xong cái chuyện của gia cá đình. Nhân. Dạ đúng rồi, chuyện của cá nhân. Như vậy thì lúc đó thì con lại tiếp tục sẽ được nhà ngoại hỗ trợ để chăm. Dạ luôn luôn là như vậy. Nhưng mà cái công việc sau này em chọn á chỉ là công việc hành chính thôi. Sáng đi chiều về, thứ bảy chủ nhật nghỉ. Và em cân bằng được cái thời gian dành cho con nhiều hơn. Em ở nhà với con rất là nhiều. Em đi chơi với con thôi, bạn bè gọi điện rủ đi em cũng nói bận rồi, bận chơi với con kiểu vậy. Có một khoảng thời gian mình bị sống tự kỷ như vậy đó chị. Thì bạn em đứa nào cũng hỏi là mày ổn không? Không ổn thì kiếm thôi nha. Thực chất là không hiểu sao em lại muốn dành cho con nhiều cái tình cảm và cái thời gian bên con, vì em sợ con buồn. Nhưng mà khi hồi mẹ em nói vậy nè, con đi chơi đi, dành thời gian cho bạn bè chút xíu, mối quan hệ xung quanh, thậm chí con bước thêm bước nữa cũng được, con không có suy nghĩ tới đâu, bởi vì con sợ con ca buồn. Nhà bé tên là Quân Ca. Thì mẹ em nói là con sợ con ca buồn sao á thì mẹ cũng sợ con buồn vậy đó. Trời ơi, nước mắt chảy xuôi, nước mắt chảy xuôi chứ không bao giờ chảy ngược. Và thật sự quý vị ơi, chỉ có tình mẫu tử thiêng liêng thì người ta mới có thể gạt bỏ đi cái gọi là cái niềm đam mê công việc. Như bạn này, bạn có thể sẵn sàng bạn bỏ luôn cả sự nghiệp của bạn chỉ để bạn ở nhà với con, để củng cố tinh thần cho con và sợ con buồn. Nhưng mà chị thích tâm thế của Trang lắm. Đúng, chị thích cái tâm thế của Trang trong cái việc em định nghĩa vấn đề, em xử lý vấn đề, em lý giải về lựa chọn của mình. Chị thích một cái tâm thế sống ung dung, không đổ thừa. Không biết là Trang có bị trường hợp giống Lan hay không, đó là sau khi mà mình nghỉ nửa năm rồi á, mình ở nhà ôm con suốt nửa năm trời, đi làm lại nhớ con khủng khiếp. Khi mà mới sanh ra đã đi làm đã thấy nhớ rồi chị, thậm chí á, đi chơi á, chị cũng nhớ con, lấy hình ra coi, nhiều lúc khoe bạn bè mà sợ ngại luôn, sợ phiền luôn. Em nhiều lúc em cũng nghĩ là nhiều khi mình làm phiền những người xung quanh á, nên cũng hạn chế, nhất là Facebook nữa, cũng up cũng ít lại một chút. Hôm nay chúng ta đã được nghe một cái câu chuyện rất là hay, rất là thú vị và đáng rất là ý nghĩa. Đang nó buồn á, mà tự nhiên chị thấy chị buồn cái chị sai lắm, chị sai với cái thái độ không, của em. Em không thấy buồn chị. Thì đó, là một cái người rất là, tức là rất là quyết liệt và rất là chịu trách nhiệm với cái quyết định của mình. Là em thích. Khi mà bạn đó kể về một vài những cái chất liệu, cái mình nghĩ trời ơi, mình lại gặp một hành trình buồn. Mà bác kể ngồi cái tôi thấy trời, tôi giờ tôi buồn là tôi sai trái cực kỳ. Cảm ơn em. Cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ bạn có muốn nhắn gửi gì với ai hay không? Em thực sự là ngồi đây là cũng một cái sự cố gắng của bản thân nhiều lắm. Vì cái chuyện riêng tư của mình cũng kể để cho mọi người biết và cảm thấy trân trọng những cái gì mình đang có. Và đặc biệt là hãy bên cạnh những người yêu thương mình, đặc biệt là ba mẹ mình. Từ sau khi mà mình vấp ngã, mình gặp biến cố thì chỉ có ba mẹ mình thương yêu và chăm sóc cho mình thôi. Tự cố gắng vượt qua nữa. Chị nhắn cái gì cho ông bà ngoại đi. Em sợ em khóc. Con cảm ơn bố mẹ rất là nhiều. Chỉ vậy được thôi chị. Lan chúc cho bạn có một cái cuộc sống luôn luôn happy, luôn luôn hạnh phúc, yeah, luôn luôn vui vẻ như bây giờ. Như vậy là đủ rồi, đủ cho con cái nó vui vẻ và đủ cho ba mẹ an tâm về mình rồi. Cảm ơn bạn rất nhiều, cảm ơn câu chuyện của bạn.